Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thuộc loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Ôm luôn ra. Let's go. Ok. Wow, cửa này hoàn toàn mới luôn. Mình chưa chơi cửa này bao giờ. Không biết có khó không đâu. Cảm giác hơi khó nhìn một chút. Vòng xa, mình sẽ cố gắng. Let's go. Wow. Tiếp tục đến một cửa khác. Lại là cái này. Let's go. Wow, rất là khó luôn. Mà mình hay chết ở cái này nhất. Hơn 10. Wow. Sao cuối cùng rất là khâu. Châu. Các bạn ăn thật là nhiều. Oh my god. Rồi mình lại đi thẳng luôn. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Solid Dance. Xem mình tư nhân 2. Ok. Sẩy với tài chứ. Oh my god, đi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Solid Bomb 2. Yeah.
Wow, càng lúc càng nhanh. Oh my god, đi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sorry, rushing. Let's go. Bảo vệ ba. Điều khiển thật nhanh. Oh my god, bị bắn luôn mọi người. Ok, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Sorry, Runner Adventure. Let's go. Oh my god. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Solid 4. Let's go.
cho anh Trang lấy đi. Anh Trang này. Đây, mình sẽ cho anh Trang này. Let's go. Đã có đối thủ. Sau này mình sẽ về đích vào số mấy? Anh chàng này thì cúp cao nhất, cao này, 842. Anh ta chơi cũng rất là hay. Oh my gosh. Ok, mình đã về top 1. Wow, có khoảng cách khá xa luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Solid Ground. Let's go. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Solid City. Let's go. Oh.
Ok, mình xin phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.